rất là lâu rồi mới livestream. Mọi người có đang chuẩn bị đón giao thừa không? Hay là đang đi ngủ rồi? Hello Thạch Kinh! Thạch Kinh ơi! Lâu rồi không gặp nè. Bây giờ mình sẽ uốn tóc. Mọi người đừng có thắc mắc là tại sao bây giờ đêm rồi mình còn uốn tóc. Thực ra là mình uốn tóc để sáng mai mình đỡ phải dậy sớm uốn, vì mình lười dậy sớm. Sáng mai sẽ mặc áo dài, cũng muốn uốn tóc một chút nhưng mà lười dậy sớm, thế nên là bây giờ sẽ uốn từ bây giờ. Sáng mai thì nó vẫn sẽ giữ lại một chút xoăn ý, thì vẫn là cứ là ok la. Có năm nào, mấy năm nay, mấy năm nào chị trả thức để xem giao thừa? Chị nhớ có năm ngày xưa ấy, có năm chị đi ngủ, thật là bé lắm. Chị đi ngủ xong chị mới dặn bố là bố lúc nào đến giao thừa gọi con dậy để con đón giao thừa, con xem pháo hoa. Thế là bằng một phép thần kỳ nào đó chị đã ngủ qua giờ giao thừa và bố chị đã không gọi chị dậy. Thế là chị dỗi. Vừa mới gội đầu xong. Về quê lạnh quá. Đây trước khi gội, trước khi uống thì dùng một chút dưỡng. Tresemme. Mình không mang chai dưỡng của mình về nên là hôm qua vừa lên siêu thị phải mua tạm chai này dùng. Củi khô nó vẫn khô em ơi. Nó vẫn khô. Nó cần một chút tình yêu để có thể tươi tắn, để có thể nở hoa hơn. Cái bài gì chị không nhớ em ơi. Chị cũng đang, chị cũng nhớ được đấy là có một cái bài mà kiểu mọi người hay ghép chị vào cái bài đó. Và nó thành giống như kiểu một cái bài signature của chị luôn ấy mà bây giờ chị không nhớ. Cô ta giật giật. Bài nào mà giật 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 là của chị nha em, là auto của chị. Để mái 5 năm. Hôm nay cũng không có cái kẹp cơ. Để chia tóc ra. Sure, sure, toy. Đúng rồi, phải đánh răng rửa mặt xong make up sẵn, làm tóc sẵn, ngày mai dậy chỉ có mặc áo dài đi chơi thôi. Chết rồi, không biết bắt đầu từ đâu nè. Chị về nhà và chị phát hiện ra là cái phòng của chị đã bị mấy đứa cháu của chị nó chiếm. Nó bày đồ đạc tứ tung ra. Xong nhảy nhót trong trên chiếc phòng của mình. Ừ, ở đây có một cái chiếc ảnh đăng quang này. Ở đấy do một anh phóng viên ở bên Tiền Phong tặng cho mình. Thề luôn, kiểu hồi đi thi uốn tóc đỉnh đã man, xong bây giờ kiểu lâu không làm ấy, không tự uốn, kiểu bị lụt nghề ấy mọi người. Uốn xấu mà còn dối nữa. Đúng rồi đấy, làm tóc xong đi ngủ. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Chuẩn con nhà bà Bảy. Chỗ chị cũng đang hát karaoke xong mở nhạc xuân nhạc Tết nè. Mấy hôm nay ngày nào chị cũng dậy sớm mà. Không phải là chị muốn dậy sớm mà là do cái đài phát thanh ở chỗ chị mới 6 giờ nó đã mở kiểu xuân xuân ơi xuân đã về. Rồi tùm lum ta lạ đủ mọi thứ, nhạc xuân nhạc Tết rồi bolero các kiểu con là điệu. Mình không thể ngủ được.
khói này này. Thương tóc quá à. Không, nhưng mà nó phải bốc khói như thế nó mới giữ được ý. Tóc Hà ngày xưa kiểu mượt ý, nên là nó khó giữ xoăn lắm. Bây giờ nó hư hơn, kiểu hư tổn nhiều ý. Nên nó giữ hơn chứ ngày xưa nên nó không giữ một giây phút nào luôn. Cứ uốn trong tầm khoảng... Ôi dồi ôi, mấy tiếng nó lại rỗi trên đời. Mấy hôm trước mình toàn like trên fanpage không đọc được comment. Gọi đầu rồi má ơi. Tính ra là để cái đầu từ hôm ở Hà Nội đến bây giờ luôn á. Tại là có nghĩa là hôm trước khi về là đi cắt tóc, thế nên là bây giờ về đây tiếc. Tiếc nên là phải để 2 ngày mới 3 ngày mới đi gọi đầu. Tiếc mấy trăm nghìn hấp tóc rồi. Chết rồi mọi người, nó dối như một canh, một nồi canh hẹ rồi. Máy tóc của chị hình như hãng gì, hãng Trung Quốc, hãng Quảng Châu gì này, là hồi chị đi học make up ấy thì hai anh mua trong cái combo cho chị thôi chứ chị không có biết. Nè, May Young gì đó, Trung Quốc, Tung Của gì đó. Mọi người nên mua cái loại máy, nếu mà muốn tóc không bị hư tổn ý, mua cái loại máy mà nó có phủ gốm gì ấy, nó sẽ làm tóc bớt hơn, bớt sơ hơn. Này bị dùng lâu rồi. Cái này là chụp 28, chụp phổ thông nhất. Kéo xì rách là gì má, không hiểu. Người ta người Bắc. Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Thảo lâu nay mấy nay mất ở đâu quá nhỉ. Lô gì? Lô tô là gì? Lô tô là chơi bài hả? Anh Thanh là ai? Kiểu bây giờ mình mấy ngày mình không có lướt new feed nhiều, cái là mình kia kiểu tối cổ luôn ý. Mọi người nói cái gì đúng không? Không hiểu. Không em ơi, chị đâu biết xì rách là gì đâu. Chị chỉ có biết là đánh bài là đánh bài á, chứ xì rách không biết là gì. Bắc Trung em, Bắc Trung Bộ. Một tí Bắc, một tí Trung. Cái gì? Nói giọng Thanh Hóa đi chị ơi. Tự dưng bây giờ bắt nói không nói được á. Nhưng mà từ hôm về quê rồi chị toàn nói giọng Thanh Hóa với mọi người không à. Who is this? Đâu có tép. Em mọi người có muốn gặp bạn trợ lý nhí kiêm cameraman của mình không? Mấy hôm nay thì kiểu bạn ý toàn xí là ngủ, ngủ chung với mình. Tép bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 29 tuổi thôi. Sống 23. Thật ra chả có năm nào thừa nào Hà xem một chương trình gì hết luôn á. Bởi vì bận đến bây giờ rảnh rảnh một chút thì muốn nghỉ ngơi. Táo Quân mình cũng chỉ xem những đoạn cắt thôi chứ cũng không xem full chương trình. Chùa Súng Nghiêm mấy năm trước chị có đi, nhưng mà năm nay thì không biết là gia đình có kế hoạch đi hay không. Chị chưa đi Yên Định bao giờ, Yên Định xa lắm. Ừ, khói dã man như kiểu muốn cháy tóc rồi đi trời. Có ai như mình không? Uốn tóc sẵn từ bây giờ, chị để cho sáng mai.
Em cũng muốn làm trợ lý, gửi mail xin. Em vậy à? Nó vẫn khô em ơi, tại sao mọi người lại quan tâm cành cuối khô hơn là quan tâm mình vậy? Tiếp qua môn nêu. Chị không biết nữa em ơi, cứ học rồi. Đúng rồi, mọi người thật là tinh chứ, ý tên là tép nha. Cái danh ở nhà là tép. Xuống Sầm Sơn du xuân. Yay, chắc cũng sẽ có một hôm đi xuống Sầm Sơn rủ chị Văn Công với lại Phương Nhi đi. Đã có một cái kèo với Phương Nhi, Phương Nhi hứa là Phương Nhi sẽ dẫn Đỗ Hà đi chơi rồi. Phương Nhi đâu rồi? Khi nào vào Sài Gòn? Chắc là tầm ra riêng thôi, mười mấy gì đấy. Không nha, lúc chiều do lúc sáng chị tưới B1, lúc nãy chị có đi canh me nó thì chị thấy là nó đã ra một vài cái búp màu xanh rồi, cái lá nó đã ra vài búp rồi. Không có được khinh cái củ khô của tôi. Mùng 3, mùng 4 nó nở cho xem. Sao vậy hai đứa? Ừ, mặt chị nếu mà không cười nó đều như vậy chứ không phải nghiêm trọng đâu. Kiểu nó bị sao ra? Nó bị trông rất là nghiêm nhưng mà thực ra nó là đang là rất là bình thường, rất là thoải mái kiểu vậy. Cằm trẻ đẹp. Mình cũng thấy tự hào về cằm trẻ của mình, trông nó khác khác mọi người, nhưng mà ngược lại thì vẫn có rất là nhiều người chê. Nhưng không sao, đấy là một cái sự thừa hưởng quý giá từ bố của mình, vì bố mình cũng có một chiếc cằm trẻ. Không có cháy được, để con 5 7 giây à, cháy ra được. Tắt like đánh bài. Chịu chịu. Ừ, chị muốn cho chị đi ngủ mà. Đó là thừa trong mấy chị ngủ luôn. Xỉ rách là cái gì? Xỉ rách là đánh bài hả? Nói rõ ra coi. Không, chị này đâu có ở ngoài thật đâu. Chị này chỉ có ở trên đời thôi chứ không có thật. Dần rút là sao nhỉ? Mình chỉ biết là cơ dô bích tết chứ dần rút là cái gì? U trời, nay tóc bóng nha. Chụp vía. Vậy là mình có uốn cái tóc này trong 30 phút được không nhỉ? Không được. Chị nghĩ gì khi Park Hang-seo không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam? Chị thấy rất là buồn và tiếc, bởi vì là nền bóng đá của Việt Nam bước sang một trang mới từ khi mà có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, mà bây giờ bác ý không không còn đồng hành cùng đội tuyển nữa thì cũng là một cái sự đáng tiếc. Tuy nhiên thì cũng không biết được là sau này sẽ có những cái biết đâu là sẽ có những cái huấn luyện viên mới, người ta cũng sẽ dẫn dắt đội tuyển thành công thì cũng là một điều may mắn.
chưa? Phương Nhi ở trong Sài Gòn biết à? Hình như nó mới về, mới về ăn Tết. Còn đợt này chị ở Hà Nội. Tính ra có mỗi mình chị ở Hà Nội, mọi người ở trong kia hết. Máy bay. Không, Hà không dùng Bentin, Hà dùng Tizini, dùng Tresemme. Nói chung dùng cũng nhiều loại lắm, không cố định. Cái sự khen đẹp gái này đó, có cái nhà ơi, thì chị đi sự kiện ở Hà Nội đó em, ý chị là như vậy. Với lại chị cũng thuê nhà ở Hà Nội mà, chị đâu thuê nhà ở Sài Gòn đâu, thế nên là mỗi lần vào Sài Gòn chị đều ở khách sạn thôi à. Bảy trăm mấy chục người đang xem đầu bé độ bốc khói. Comment xứng đáng lên top. Vĩnh Hưng nhắc chả hoài kèo đi ăn. Kèo gì má? Vĩnh Hưng đâu rồi? Chị có nợ gì em hả? Chị lấy Phan Thanh Thùy không ạ? Lấy hết. Không, vào Sài Gòn chị ở khách sạn. Còn là chị Linh này, Phương Nhi Mai, với chị Mai Phương là ở cùng một tòa chung cư. Anh Thanh là ai? Người vẫn chưa trả lời cho mình anh Thanh là ai. Who is anh Thanh? Nhà chị có chứ, chị đang ở trên tầng. Nhà chị mọi người đang ở dưới đông lắm. Nãy chị vừa dẫn một đàn con nít nhà chị đi uống trà sữa. Sau 2 năm mình về thì mình thấy là quân số nhà mình nó tăng chóng mặt. Số lượng con nít dã man. Là Thanh Thủy á, chị cũng chưa nói chuyện với Thủy nhiều ấy, bởi vì là từ hôm đăng quang giờ Thủy cũng bận, hai chị em cũng chưa có đi sự kiện chung, thế nên là cũng chưa tương tác được nhiều. Nhưng mà có một hôm gặp ở thang máy, Thủy cũng có chào chị. Nói chung là chị cũng khá là thích cái giọng của Thủy, kiểu giọng miền Trung, giọng Đà Nẵng nghe rất là chậm rãi, từ tốn và kiểu điềm đạm nghe. Chị nghĩ sao về hai cơ hội mà anh Tiến Linh đã hụt? Chị tiếc em ơi. Anh Tiến Linh là một cầu thủ rất là xuất sắc, và đặc biệt là những pha đánh đầu, kiểu những pha đánh đầu không tưởng ý. Chọn bốc khói thật chứ. Chị cao 1m75 nhưng mà ngày hôm nay, à không, ngày mai hoặc ngày kia chị sẽ có lên một cái video xác thực về chiều cao của mình, mà không phải xác thực bằng lời nói, mà xác thực bằng cách là chị sẽ đo và quay video lại cho mọi người xem, để mọi người khỏi thắc mắc là hiện tại chị cao bao nhiêu. Mà thật ra thì chị cũng không biết là hiện tại chị đang cao bao nhiêu đâu, bởi vì lâu rồi chị cũng không đo lại. Nhưng mà chiều cao gần nhất đo đây, chiều cao đo gần nhất là 1m75. Như kiểu mọi người nghĩ là chiều cao của Đỗ Hà vẫn luôn là một ẩn số. Tại sao sau 2 năm Đỗ Hà lại có thể cao, kiểu đứng mọi người trông khác so với 2 năm trước như vậy. Nhưng
mà mình cảm thấy đâu có cao lên mấy đâu ta. Thấy vẫn vậy. Bản thân Hà đi sự kiện thì Hà không thích đi giày quá cao, bởi vì mình cũng cảm thấy là mình đủ chiều cao để mình tự tin rồi. Mình không muốn đi quá cao làm gì, nó khiến mình không thoải mái lắm ý. Sắp xong rồi này trời ơi. Mình thật là tuyệt vời. 10 điểm. 10 người yêu. Ghét uốn bên này quá, nó ngượng tay. Không, chị vẫn thấp hơn chị Linh mà. Chưa cao bằng chị Linh được. Chị Linh hình như bây giờ cao 1m8 rồi đấy. Thế hôm vừa mới lột lại. Còn chị thì vẫn là một ẩn số em ơi. Phát hiện một con quỷ này, nó vẫn còn thẳng. Phải làm công nó thôi. Người không đi chơi Tết à? Phương Nhi rất dễ thương nha. Chị rất thích tính của Phương Nhi. Dễ thương nhưng mà không phải kiểu giả nai, không giả tạo đâu. Mà nó dễ thương thật sự luôn ý. Stylist này là em cháy tóc luôn đó em. Em đừng có dại. Oh my god. Mình đã làm được một chiếc tóc gì? Máy bay. Oh, nhưng mà hình như hai bên nó đang xoăn một cách rất là khác nhau ấy. Chị đã từng hối hận vì chị cắt tóc layer, khiến cho các anh chị làm tóc cho chị kiểu phải khát than trời. Nhưng mà khi mà tự uốn xoăn kiểu hàng ngày như này thì thấy nó khá là đẹp. Nhưng mà để cho chị quyết định lại thì chị vẫn sẽ không cắt tóc layer nữa nha. Trời ơi, nó làm mấy cái kiểu như là xoăn sóng hay là mấy kiểu thẳng ấy, khó lắm luôn ấy, nó cứ bị tóe tóe ra. Ôi, giao thừa đổ xô đi xem Đỗ Hà uốn tóc. Tuyệt cực. Ôi mẹ ơi, nóng quá. Ui, thề luôn, tóc mình có cái gì ấy. Nó siêu nóng mà nó còn bốc khói nữa. Xong rồi. Yeah. Đây là tóc của tôi nè. Có đẹp không? Thậm chí năm nay còn không còn đi chấm, không thèm đi chấm chân luôn. Bởi vì là cái màu tóc này mình nhuộm nó cũng bền và nó cũng khá tự nhiên, nó không bị vàng quá, nhìn nó không bị bẩn ý. Thế nên là không thèm đi chấm chân luôn. Tuyệt vời. Tại phía tôi này xinh hay là tại Đỗ Hà xinh nhỉ? Không, nó có nghĩa là chị cũng chỉ thích là làm cho nó xoăn lơi lơi tự nhiên ấy. Thế nên là chị mới làm từ bây giờ đến sáng mai thì nó sẽ còn hơi lơi lơi một chút. Chị cần uốn lại cái mái thôi. Là nó đã đủ độ xoăn chị mong muốn rồi. Em sẽ không kiếm ra được cái áp con của chị đâu em ơi. Đừng có phí công nữa. Final work của chị hết rồi nha em. Khóc đến như thế mà em còn muốn chị khóc thêm nữa hả? Để mọi người chửi chị chết không?
Nên đồ thử không? Có ạ. À, con đang live stream. Con muốn cho cháu đón chứ. Cho cháu đi chứ. Ừ, thì cháu phải thức thì cháu mới đón được giao thừa chứ. Đón giao thừa. Giao thừa ở nhà ta nè. Xem pháo hoa. Trời ơi, giờ cháu thức không được nhắm cái mắt lại. Cháu ngủ đi, Tiểu Hà kêu cháu dậy. Ngủ mới dậy được, chứ không ngủ sáng không dậy được. Mới có 11 giờ mà ngủ gì? Tép á, tép đang nằm trong chăn rồi, tép bị bệnh thịnh. Tép hay thịnh. Nãy trừ nói giọng thanh hóa mà. Tép có thức đón giao thừa không? Có. Chắc chưa ạ? Chắc. Ngày mai cho mặc cái gì, mặc cái gì đi thắp hương. Mặc cái gì là quyết định của mẹ cháu rồi. Mặc áo dài hay mặc cái gì? Không biết luôn. Mặc quần áo với áo dài thì tết mà. Mẹ không mua áo dài ạ? Không. Mẹ mua áo dài. Nhưng mà cháu nghĩ tết lắm rồi. Thì mai tết nè. Mai tết còn gì nữa? Mai tết mà cháu phải học bài thì lắm này. Thế á? Mai tết mà cần phải học bài? Không sao mà. Ngày xưa mình cũng vậy. Nhưng mà kiểu Tết sẽ luôn cố gắng làm xong hết rồi mới đi chơi. Nghĩa là làm xong trước Tết, trước mùng 1, mùng 2, mùng 3. Phải ghi chữ in tại Hà không thấy. Thấy mà. Ừ, nói giọng Thanh Hóa rồi đây. Chị cho cháu vô like đi ạ. Giọng con bé Cutty. Con bé thì kiểu thuần Thanh Hóa luôn ý. Mấy đứa nhỏ ở nhà chị thì kiểu nó đi học với bạn bè đây cũng là toàn ở quê, thế nên là nó nói giọng Thanh Hóa không à. Mai chị không đi chùa mà là có đi ra đình làng á để thắp hương, năm nào cũng vậy. Chị cũng có bài tập Tết nha. Bài tập gì? Báo cáo tốt nghiệp với lại bài tập tiếng Anh. Mà lười quá. Cái tóc mái có đang hơi dài không mọi người? Bởi vì nếu mà nó ngắn một chút nữa thì nó sẽ bay được. Này nó dài quá nó không bay được. Can you sing Nobita, please? No, I cannot. Oh, mai mà áo dài sẽ chụp ảnh rồi up cho mọi người xem. Hôm nay là up hơi bị nhiều bài cho mọi người bởi vì đúng là ngày hôm nay mình có nhiều hoạt động thật. Thế nên là xin lỗi mọi người là up hơi nhiều. Filter mà, chị xài filter mà, chứ không sao mà xinh như vậy được. Đúng rồi, mái dài quá không uốn bay được. Mà uốn bay nó cũng nhanh duỗi đây này. Nhưng mà nếu bây giờ cắt ngắn quá thì kiểu ra riêng đi sự kiện ấy, làm tóc sẽ rất là khó. Và đặc biệt là những cái kiểu tóc mái, tóc mà để mái như kiểu là tóc xoăn hoa hậu này, hay là tóc thẳng này, hay là đặc biệt nhất là kiểu tóc búi mà có hai cái mái, hai cái ria này, hai cái râu rồng đó. Sao mọi người không quan tâm tôi mà chỉ quan tâm đến cái củi khô nhà tôi? Ủa ta là tại sao? Trời. Chị ơi, Tết năm trước em mới ăn cơm với chị, em là con thầy Hà Kinh Tế Quốc Dân. Chị nhớ nha. Không ngờ là bé ở trong tận livestream này của chị. Cần thêm B10 không bắt?
hôm nay thật ra hôm nay mới là cái hôm đầu tiên tưới B1 cho chúng nó nên là cũng không có hy vọng gì nhiều. Thế cái kiểu là tưới để cho bản thân mình bớt gọi là có thêm hy vọng thôi chứ cũng chả có mong muốn gì là nó sẽ nở vào trong ngày mai cả. Bởi vì thời gian nó quá gấp. Ai đời có người là 29 đi mua hoa xong 30 bắt nó nở luôn. Nghĩ gì vậy? Đúng không? Tất nhiên là phải chờ mọi người ơi. Mọi người chờ đi mùng 3, mùng 4, thậm chí là mùng 5, mùng 6, thậm chí lúc đấy Hà đi rồi thì hoa nó mới nở. Để chụp cho mọi người xem nha. Nhưng bây giờ đừng hỏi củ khô nữa, hỏi Hà đi. Thanh Thủy đang coi lại. Không có thấy. Làm sao để biết được ai đang coi lại? Chỉ thấy là biết được ai đang comment thôi. Ừ, pháo nãy giờ nó cứ nổ đồng đồng ở đằng sau lưng chị. Tôi nghĩ tôi là người nghĩ này. Không có, no, not me. Thanh Thủy. Chị Thủy. Ồ, thật ra thì mọi người nhá, công ty xem vào ai cũng là TikTok hay sao, ngoại trừ Đỗ Hà mọi người ạ. Ngoại trừ Đỗ Hà, không hiểu lý do tại sao nhưng mà mình thích ngay ở trên Facebook với lại Instagram hơn là TikTok. Không hiểu. Thủy mời người chỗ nào nhỉ? Mời Thủy like cùng. Mời chỗ nào? Thủy. Cái gì? Điên hả? Em bỏ filter, em bỏ filter, oh my god. Hello. Oh my god luôn. Trời bỏ người ta vào đi em nhanh. À em không nghĩ là chị mời qua luôn á. Đúng rồi. Tại mọi người bảo chị mời với lại mọi người bảo là em đang trên live á. Mọi người nói chứ chị không xem được ai đang trên live hết. Sao em gọi Insta em sao rồi. Đúng rồi em live hai cái luôn này. Ủa là em cũng đang like hả hay là em đang xem chị? Dạ có nhưng mà sao rồi về nhà thì chị ở Hà Nội mất em cũng không có nói chuyện nhiều với chị. Mọi người có hỏi là có một lần em thăm chị đã gặp nhau mấy nhiều đâu. Thì Iron Man Phương Nghi đang xem. Phương Nghi nhưng mà Phương Nghi nha, nick fake của Phương Nghi. Kiểu như là đi bọn mình thi Hoa hậu Việt Nam nhá, thi 2 tháng xong rồi đăng quang mình lại phải đồng hành tầm nửa tháng nhưng mà nữa. Chị xong mới được về nhà ấy, kiểu cảm giác nhớ nhà kinh khủng luôn đấy nhở. Sài Gòn nhiều đó đúng không? Đó chị cũng thế. Thì đó, bởi là chị không hoạt động Sài Gòn, nhà của chị thì ở ngoài Thanh Hóa, còn cái chỗ mà chị ở cố định thì là ở Hà Nội, thế nên là lúc mà nghe đăng quang trong Sài Gòn ấy, kiểu cảm thấy nó đâu là chị cô đơn Hà ấy. Nội luôn. Đó, này nhớ nhà. Này chị có ở Sài Gòn không hay là chị ở Hà Nội luôn? Chắc là chị hoạt động song song thôi, có nghĩa là có việc thì chị ở Sài Gòn, còn có sự kiện thì chị vẫn đang ở Hà Nội. Đúng không? Thế là ai cũng nói em là chị đi học máy bay đúng không? Chị không nghe rõ. Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là sau cái máy bay xong cái phi đến trường thì luôn. Sáng đó chị vẫn đi thi đúng không? Ừ, đúng rồi. Đi người đẹp biển xong cái chị về khách sạn chắc ngồi được 2 tiếng. Ngồi nha, không phải ngủ nha. Bởi vì là soạn đồ, tắm rửa, thấy tóc các kiểu, xong cái đi sân bay luôn. Đâu ngủ đâu. Kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm em ơi. Dạ em đang bảo lưu. Bây giờ em bảo lưu anh là như nào? Em bảo lưu 1 năm để em thi. Cho nên là
Thế thì cũng nhàn. Như chị là chị kiểu như là chị cố gắng chị học đuổi với lại thi đuổi ấy, để cho nó kịp với mọi người ấy, thì nên là nó bị cực hơn, có nghĩa là lịch thi rồi lịch đồng hành, lịch sự kiện nó cứ dồn lên chồng chất, nên là chị bị quá nhiều lịch trong một tháng. Thế nên là nó mới dẫn đến những cái tình trạng kiểu mệt mỏi như thế. Thế ra bọn em bảo lưu xong rồi bọn Nhưng mà em cứ học sao từ từ giãn giãn như thế cũng tốt, đỡ mệt. Cái tháng vừa rồi, cái tháng mà bọn em thi chung kết ấy, là chị một ngày chỉ có chị ui ngủ có 2-3 tiếng, thậm chí là những ngày chị đâu có ngủ đâu, với thi đúng không, kiểu thường lịch thi với chị phải về đi thi chứ không chị cũng ở quét trong đấy cho xong, nhưng mà chứ sự đâu mệt phải mệt mỏi thì mỏi chịu luôn. đi về nhiều lắm gì. Nhưng mọi người em đi đi a tour mọi người vẫn thấy được em mệt mỏi, em chưa có quen với lịch trình đó nhưng mà chị chắc quen rồi. Mệt mà. Bây giờ thì chị quen rồi, nhưng mà cái hồi tính ra cái hồi của em bây giờ em thích nghi còn kiểu còn sớm mà còn nhanh hơn chị ấy. Chứ hồi đấy chị cảm giác chị ngây ngô lắm, kiểu chị ngơ ấy, chẳng biết gì. Cho đến khi mà sau một tuần media tour chị vẫn còn ngơ. Thế kiểu như là gặp mặt báo chí hay là trả lời phỏng vấn chị vẫn còn ngơ, chứ như em bây giờ Sao là em không nghĩ em như thông vậy, minh cũng cũng như bị là khéo hơn chị bọn complain chị hồi đấy nhiều nhiều. lần. Không, nói chung là dần dần thì mọi người có nhiều cuộc thi hoa hậu, xong mà em quan sát ấy, em quan sát rồi bọn em cũng có nhiều kiến thức hơn nên cũng đỡ hơn bọn chị. Có em live tới Thôi, hai ba ý nó giờ có ba đón mươi là đón em giao đang thừa cửa không? nhà em đây, chị có cũng vậy đúng không? Chắc là tầm 15 phút nữa là chị tắt like, chị đi xuống dưới chuẩn bị đồ với mọi người. Bởi vì là nhà của chị là có truyền thống là cứ đến giao thừa là sẽ ăn uống một chút nhẹ, tự nhiên một chút rượu hoặc là một chút đồ ăn nhẹ, xong rồi nếu mà khỏe thì đi chúc Tết ông bà. Nhưng mà thật ra ông bà chị thì mất rồi, thế nhưng mà bây giờ không có đi chúc Tết nữa, chắc là đi ngủ. Chị đã uốn tóc sẵn để đi ngủ, để sáng mai dậy là chị có tóc đẹp, Trước chị chị chỉ cần make up, đánh răng, ăn sáng là chị đi từ chụp đêm hình. qua để mà mai đi chơi Chị luôn. lời uống tóc lắm Oh my em god. ơi. Đúng, lúc nãy mấy bạn fan gợi ý chị là hay thôi make up sẵn đi, ngày mai chị Mà cũng chị bây dậy giờ chị mới giao thôi. lưu với fan chị không hay là chị mới nói Đang định chuyện với thế. em? Mình Nãy giờ thì đang nói chuyện với em không ạ, nãy giờ không có đọc comment nữa. Nhưng mà tính ra là em từ cái hồi nhá, hồi top 3 Miss World là có chị Mai Phương, Bảo Ngọc với lại Phương Nhi là được tiếp xúc với cái vấn đề cái việc mà livestream thường xuyên nhiều, thế nên là sau đăng quang mọi người cũng chăm like hơn ấy, với lại năm của bọn em cũng vậy. Chứ chị nói nghe, chứ chị để cái livestream cái Insta cái Facebook nhưng của mà chị nó mốc từ phải được 1 tháng rồi, chị đâu có like cái nào em đâu. chị anh Kiểu Lê Minh Lê lười Lê Minh lắm makeup mà bảo là đi, chị bảo tự chị up edit ảnh cho hình hết được. 80% video TikTok đúng không? Ui em ơi, chị là biên tập công ty Sen Vàng mà em. Chị edit hết mà. Chị dựng rồi chị quay, quay thì nhờ người, Trời, nhưng mà thằng lần chị đầu tiên dựng nói rồi chuyện với chị chị nó edit sẽ thì như thế làm này hết. luôn. Run. Không sao em. May đấy là còn đỡ là mình ra năm chị nghĩ là sẽ có cơ hội gặp nhiều, bởi vì là được vừa rồi thì chị cũng ở ngoài này nhiều, mà em thì em đồng hành với cuộc thi bận mà thì hiểu mà. À, Hình họp như ra báo năm là bọn mình cũng sẽ gặp mới nhau nhỉ, ở một cái cuộc họp báo nghe nói vậy. vào ngày 14, công bố một cái cuộc Năm thi tháng hoa năm hậu gì đó, mình sẽ gặp nhau ở đó. Trời ơi, thì cũng sẽ chiều nay vừa đi làm tóc hả? Chị thấy em up story tóc chị chẳng không lắm, không biết, có xem mà em trời không nghĩ là ơi, chị cập nhật chứ. Thì em có check đây. Em đâu có không thì check story là ai xem story của em đâu. tóc chị Đẹp nha, chị còn không thèm đi chấm chân tóc luôn em, chị không thèm nhuộm tóc luôn, đấy quá là lười, móng cũng không làm luôn, móng chị nguyên thủy luôn. tay Chị già rồi ông chị ơi, cắt
Chị già rồi, chị không thèm làm tóc, không thèm làm móng đến Tết luôn. Không một bộ quần áo mới. Brand tặng bộ nào Em cũng thì vậy. bộ đó thì không có Mà mua bộ nào già luôn. em thua chị. Chị già Ok. không phải không Em là mà là thua dấu hiệu có của một tuổi sự trưởng thôi. thành. Nên chị già em cũng già. Trưởng thành. Em à. Mọi người cứ thắc mắc về tuổi của em ấy. Ừ, có nghĩa là mọi người cứ tranh cãi là Em sinh em năm sinh năm 2002 203 hay là mà. 202. Là em sinh năm 202 mà đúng không? Ừ, em kém chị có tuổi à. Đó. Nhưng mà kiểu mọi người bị lộn. Thật ra thì là top 3 họ Việt Nam là em với Đúng Linh là rồi. bằng tuổi nhau. Còn Hằng bé hơn hai em 1 tuổi đúng không? Ờ. Thật ra nhá, Linh Linh là cùng quê xong rồi lại còn cùng trường với chị nữa, nhưng mà thậm chí là chị với Linh còn chưa nói chuyện Rồi. một lần nào luôn ấy. Em với chị là có hôm trước là có gặp nhau Thế trên là thang máy đúng không, lên chị với Linh còn phường chưa mình gặp trước luôn nhau gần mặt luôn ấy. Thế à? Dạ. nghĩa là Bận rộn ừ, đúng ai cũng không? có những cái lịch Mong trình là riêng ấy. năm sau gặp chị nhiều hơn. Chị ở Hà Nội. Ok. Các bạn đang comment là già dữ chưa? Già rồi chứ má. Năm nay thí sinh nhỏ tuổi nhất của ở Việt Nam là đã 2K4 rồi, mà trong khi tôi là 2K1. Trời ơi, 22 tuổi rồi, Em chuẩn cũng bị sang già hết á. 22 tuổi thì không Chị già chứ sinh là gì tháng mấy? nữa. Chị sinh tháng mấy? Hai Tháng đầu 7. hai rồi. 20 tháng 7 đúng không? Em sinh ngày Chị sinh tháng 7. 1. Em ngày bao nhiêu? Em ngày bao nhiêu tháng 7? Dạ. Bao nhiêu? Là mình cùng. Mùng 1 tháng 7. Là Chị cùng ngày gì nhỉ? 20 tháng 7. Chị giữa giữa tháng. Em cũng cùng cử giải này, cùng Cung cự giải. ô cử giải mà ta, Của em em là cử song giải tử hay đó. sao á? Song tử cự giải. Thế hả? Ồ, thế cùng cung. Ê, tính ra nhá, team Gen Z của mình ý, nhiều người sinh tháng 7 lắm luôn đấy. Em ơi, cái tháng 7 là cái tháng mà chị tốn tiền sinh nhật nhiều nhất trong năm. Trời ơi, mọi người cái gì mà toàn Ekip đẹp tháng 7 quá. hay là mấy anh chị hóa ekip là nhiều người tháng 7 lắm rồi. Em nói Ekip. Mọi người đang bảo lát này. Ý là xong cái mình mọi người nói bảo là mỗi người một câu trầm chuyện. tiếng xong nó lát. Ồ. Ông nói gà bà nó vịt đó. Khi chị tự uốn tóc nè, ok không? Ngày trước chị uốn cũng cũng đỉnh chứ bộ, nhưng mà bây giờ kiểu không lâu ngày không Bao tự giờ tóc uốn ấy, em kiểu bị lụt nghề vẫn rồi. đã Em lúc đó là trước khi em ý đi là thi hoa hậu em là tuần sau em em lại đâu đi biết cắt là em tóc phải đi hả? thi hoa hậu đâu. Em đi nhuộm tóc trắng, em tẩy tóc xong về Việt Nam nhuộm đen lại, xong rồi tóc em hư luôn, nên là nó bị hư nguyên một cái đuôi, xong rồi phải cắt bớt để nuôi nó dài lại. Em cắt xong thì em nhận được đăng ký, nhận được cái thông báo là Đợt chị vừa mới đăng quang hậu Việt Nam á, xong chị bị rồi đấy, chị cũng nhuộm đen xong cũng bị hư tóc, nhưng mà chị không cắt, chị vẫn cố chấp chị để như thế, xong rồi kiểu dần dần cái phần đen ấy nó cũng phai ra, xong cuối cùng chị nhuộm được cái màu này này, màu hơi nâu nâu á. Nói chung là nhuộm đen là một cái mà chị nhuộm luôn đen đấy nhắc à? mọi người để tránh Trời ơi, sợ em ám đọc một ảnh. thông Nhuộm tin nhuộm đen một hư lần tóc đấy em ơi, đừng trong nhuộm đời đen, thôi. nâu đen thì được. Ừ, chùa. Ê Thủy, bây giờ á em dùng nhiều kiểu như là cái các cái serum kích thích mọc tóc này nó, rồi gội đầu với các cái bi hoặc là B1 rồi các kiểu Mong ấy, nhỉ. thực tế nó mang nhanh là Ok, mong nhanh nhỉ. mọc lắm luôn Chị lát theo cái camera đó chị ơi. hình lát. Màn hình chị mờ. Tại là nhá, trong vòng 3 tháng chị chăm dùng á, mà Ba nó cũng tháng. mọc ra nhiều phết này, em cũng phải được 5 cm á. Tại là giờ chị cắt tóc layer á,
Chị cái tóc layer nó bị ngắn và nó bị hư quá, trông nó khó làm tạo kiểu. Thế nên chị quyết tâm chị nuôi lại. Thế nên là bây giờ chị Ừ, đã tóc em chắc còn lâu trông lắm nó rồi được chị như này. cũng há tóc. Có ngày xưa chị dài lắm mà chị cứ ngựa ngựa chị đi cắt nữa chứ. Chăm tóc dạ em vừa mới đi À cắt đầu em vừa mới trao nó tóc đúng đỡ hơn không? một tí nhưng mà thường bị cái tóc em nó bị sơ đu. Bây giờ em chỉ cần nuôi cái phần mái là được, nuôi cái phần mái cho nó Xong xong dài là kinh được. nghiệm cái gì hết. Nhưng mà cái mái Dạ hiện nhưng mà tại của nhiều em khi á nó mất thì nét làm và máy bay lại nhìn đẹp. đơ đơ. Nó kỳ lắm. Uốn lô lên. Không không, tháng này quên đóng tiền mạng má ơi. Trời ơi. Quên đóng rồi. Chị đang để kiểu tóc mét đai đỗ hà. Chị vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chị cắt tóc ngắn, mái ngắn xíu nữa là nó Có sẽ lại bay hơn. giống Nhưng mà ngắn quá thì khó làm. có làm Khó tóc tạo kiểu khác tự nên thôi. Chấp nhận. Ừ. Bạn bè trời Hàn ơi. Quốc. Nói chuyện với chị bây giờ em Để đọc comment mọi đọc đọc comment của mạng mọi hà người lát quá xem. chị kìa, chị đóng tiền mạng đi kìa. She. Đúng rồi, phút nhiều nó bếp nhưng mà thật ra thì Hà quen nữa rồi. Đấy là một tật xấu mình rất là ghét. Áo kêu Kêu, ừ, pháo kêu nãy giờ em ơi. Không, Hà không hợp tóc ngắn. Mạng bình thường mà. Chắc là chuẩn bị đến giờ giao thừa, mọi người chuẩn bị dùng nhiều, dùng dùng mạng nhiều á, nên chuẩn bị đắt. À, thì chị chắc chuẩn em bị cũng phải tắt thôi chứ chị tắt tắt mà like đây, em có dự like tiếp phòng. không? Bây giờ chị đi Bye xuống bye. nấu Bye ăn này. nha. Bye Ôi bye lần đầu em. nói chung Ăn run. Tết vui vẻ nha. Run Chị gì má. Cũng khùng hả. Bye bye.